Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau tại cống Nậm Biếu. Hôm qua thì các bạn theo dõi video cũng biết là bà con đã đội mưa để hoàn thiện nốt cái phần trên này. Ở dưới này là ba lớp rồi các bác ạ. Một là cái đế lót móng này, cái cục bê tông đế móng là hơn 1 mét này. Và tiếp tục hôm qua anh em đổ cùng với bà con đã đổ lên, vượt lên khỏi mặt suối nó khoảng 2-30 phân rồi. Cũng khá yên tâm một chút các bác ạ. Hôm nay thì bà con đang trên đường vào. Đây có bác này vào khá là sớm đây, tháo dỡ cốt pha. Và hôm nay thì máy xúc cũng tiếp tục vào làm việc để có thể là sẽ đào cái móng bên kia. Và tí nữa đào luôn cái chỗ kia chứ anh Ninh nhỉ? Anh cho kiểu cái rác đi để cho mình đổ vật liệu lên đấy. Phải rác nó phải rơi vào cát sỏi rồi. Thế nên mình mở cái chân đấy nó ra rộng hơn. Còn cái phần bên đấy mình giữ lại đất để sau này lấp vào cái đầu đường bên này này. Cái đào quăng hết đi thì sau này không biết đi lấy đất ở đâu. Đất ở rừng thì nhiều không mà. Trên này toàn đồi quế của họ. Với lại chuyển vào đây nó cũng làm cả một quá trình. Giữ lại cái mong đấy. Và hôm qua thì kênh cũng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Và kinh phí của kênh cùng với bà con thôn Nậm Biếu cũng còn rất là hạn hẹp. Nên cũng rất là mong là các mạnh thường quân sẽ tiếp tục giúp đỡ và ủng hộ đến bà con thôn Nậm Biếu. Để anh em cùng với bà con là yên tâm thực hiện cây cầu đúng tiến độ và đúng kỹ thuật, hiệu quả và vững chắc nhất. Ok, chúng ta sẽ ra bên kia cùng với lại máy xúc một chút. Xong là sẽ quay trở lại đây các bác nhé. Lấy ít thôi nhá, lấy ít đi thôi, em gấp lên để lên cái đầu chỗ đằng sau đống đá kia kìa, đừng có quăng đi sau này đi đào đấy. Khều cho anh cái rác xuống, hết cái rác xuống. Cái chỗ này thì hôm trước máy đi nó nặng quá sạt. Nên là anh em bắt buộc phải quay vào trong này một tí cho nó đủ đường cái chân máy đi. Đây chỗ này nó khá là sâu, đi ra ngoài sợ nó sạt chỗ này quá là nguy hiểm. Đắp vào đây cho nó rộng đường nha tí. Sau khi mà anh em xong cái chỗ cầu này thì cũng sẽ đào cắt vào cái kia cho nó thẳng các bác. Tức là mình sẽ cắt được cái đoạn cua này. Bây giờ đã là khá là khuất đây. Đây đầu cầu nó ngay chỗ này. Nên là mình cắt chỗ này thì quá là tuyệt vời. Thời tiết hôm nay rất là nhiều sương, lác đác những cái hạt mưa li ti các bác. Kia rồi, để hòn đấy lại đi, kệ nó. À.
xúc đang di chuyển xuống dưới này. Hôm nay thì trước khi mà đào móng thì cũng như hôm trước các bác ném vào tận trong đi là sẽ phải nắn dòng lấy hết. Hôm nay sẽ gạt bớt những cái đấm đá này, cấp phối ở bên này chuyển sang cho ở bên phải A Quyền đây, để cái dòng nước nó chảy xuống phía dưới này. Hả? Đây được rồi, được bên cao dưới này. Bên này cạn nước thì sẽ bắt đầu đào móng ở đây. Hôm trước là anh em vừa đo ở đây xong rồi. Hôm nay dỡ cốt pha đang sang đây xem là đảm bảo được các bác ạ. Đấy, từ cái hôm đổ lót đến lót móng xong lên đến đây nó phải hơn 2 mét rồi. Cái đổ lót móng đấy nó khoảng 450 phân. Cái đế móng này là 1 mét tí. Với lại hôm qua vừa đổ xong cái này là 1 mét nữa. Đấy nó phải hơn 2 mét rồi. Cái này anh em yên tâm được phần nào rồi. Tất nhiên thì nếu mà có lũ to thì nó vẫn sẽ ngập đến cái chỗ này đấy các bác, nhưng mà không đáng ngại đâu. Lũ như hôm trước là không đáng ngại. Trong video nhìn cái sắt nó nghiêng ra bên này thì các bác nhìn thấy là cái độ vòm cái cống này, cái cầu này các bác. Bên kia sẽ cũng sẽ như thế, anh em sẽ ghép cốt pha và đổ bê tông lên. Cái này là phần dưới nhé. Ở đây là cái tường để chắn đất. Cái này thì rộng bên dưới này 35-30, lên cao này sẽ khoảng 20 các bác. Ở chỗ anh Trinh với lại bạn này đang đứng thì anh em sẽ đổ đất hoặc là cho đá vào. Đây bà con rồi, đang đến ván viết cho hết nhanh vào cho em cái để cho máy nó làm cái. Dọn hết đi. Ván này cho lên mấy thùng. Hôm nay đi. Là bà con để ở bên thôn Nặng 10. Nặng Biếu thì chắc là khoảng mấy hôm nữa mới tới lượt. Hôm nay là ghi hình là có thể là hình ảnh nó không được tốt các bác. Bây giờ chắc phải nắn từ chỗ này quá. Nói rồi. Nắn từ chỗ này rất là nhiều xương. Lúc mình đắp từ bên xem kia nó kéo sẽ sang đây. Bị mờ một chút các bác nhé. Ngoài cái này, là mọi người cái này ra thông cảm. Đắp vào bên này quá. Đây chú ơi, kéo cái tấm ván này lên cho nắn anh em đi. Kéo từ cái góc cái cổ voi phát kéo phát vào đây. Cho vào đằng kia đi, cho lên trên kia đi. Cái gì đây? Dọn khẩn trương dăm cái đống này đi, cho lên đây để cho máy vào làm cái. Thank you.
rùa đi, rùa đi. Cho gọn. Rút cây này, chéo xong bên này. Cho lên đấy mà làm móc xe. Lấy cái cưa. Lấy cưa.
bà con tháo dỡ cốt pha xong và chuyển lên xe tắc tơ lên phía trên kia để uốn sắt và bẻ sắt rồi các bác. Buộc cái sắt đế móng rồi. Và dưới này thì máy xúc sẽ lấp cái đoạn này. Tí nữa sẽ tiếp tục ra đây để nắn dòng. Thank you.
đầu. Máy xúc vẫn đang lấp hố móng các bác. Lên trên này xem bà con buộc cái sắt đế đấy. Giờ gần về trưa, trời bắt đầu quáng mây rồi đấy. Xin chào nhá. Toàn các kỹ sư bản này buộc nhanh phết đây. Hôm nay ít bông hoa rừng rồi. Hôm qua là nhiều bông hoa rừng lắm. Toàn phụ nữ nhiều hơn đàn ông. Nhưng mà vẫn làm rất là nhanh luôn. Bà con ở đây cũng được đi làm ở dưới Hà Nội nhiều nên là biết làm các bác. Làm nhanh lắm. Không bằng nhau. Bên kia là 45 phân. Cái này uốn cong lên. Anh lấy kích thước đo đi, từ cái dưới lên là 45 phân. Còn cái này là từ đây lên này là 90 được phải. Hôm nọ bọn em buộc thế mà. Mấy mũi nước có phải buộc không? Lấy cái thước mét đi. Chào quý vị các bạn. Hôm nay em từ nhà lên mua cái căn này. Hôm nay có rất là vui, có món quà của cô chú Hà Kim Đắc. Sẽ là hai bộ bàn vam thì bốn sắt. Này em vừa chế hôm qua, vừa chế xong ngày hôm nay mới trở lên. Đây cô chú vừa đủ tiền để ủng hộ xây cầu này, và để mua vật liệu để cho hai bàn vam. Hôm trước thì bà con để một cái bàn thường hơi vất vả để sắt là mẫu của cô chú ở tận bên Mỹ đấy, cô chú gửi mẫu về để kiểm chế. Cái này là một cái vam, cái này phải được từ sắt người đổ xuống. Và cái này thì là do em tự nghĩ ra, tự chế. Cái này thì bẻ được từ sắt 22. Căng đấy, này nó dùng xi beng mà. 22 cho xà beng rồi đây. Nhưng mình phải đóng vào cái bán ấy. Cái bán dày dày ấy. Vâng, xong rồi đút vào. Và em hàn xong em đã test thử hết rồi. Được không? Được chị ạ. Nhân tiện là nghe tin và bà con xin chân thành cảm ơn cô chú. Rất là cảm ơn những anh em trong công tác xây dựng và để có đủ đồ đạc để làm sắp. Cái này lúc nào hướng dẫn mà em làm ấy, không thì nói chung là đồ mình dùng máy móc nó khác, cái này mình dùng bằng thủ công này mình phải gọi. Thế anh kiểm cho em một tấm ván.
Này mình chế hai bộ bàn vam của bác Kim Đặng, thì chi phí để làm hai bộ bàn cũng có hai cái miếng mặt bích dày này. Một cái thì có hai bộ vòng bi, đây là cái trục để uốn sắt bệ cong, hai cái tiếp này để làm tay. Bắt đầu cắt này để chế hàn vào cái mặt bích này. Mặt bích này có khoan bốn lỗ sẵn để mình đặt lên cái miếng ván đóng đinh hàn để cho nó không xê dịch. Hai cái đấy cho vào cái này luôn. Một chăng là muốn mang đi đâu? Cái sắt này nó ở dưới này nhá. Sắt bén nó ở dưới này nhá. Về mình đặt. Mang cái này đi bán hả chú? À, hay nhờ. Cái này là để cái úp úp gà. Ừ. Cái bể to thế nhỉ? 300. Đắt thế. Cái này bao nhiêu tiền một cái chú? Bề này này 300.000. Ê xà. Cái này đan lâu không chú? Dạ. À một ngày được. Bây giờ ra trung tâm xã bán hay là đi xuống Nghĩa Lộ đây? Hả? À, trong bản trong trung tâm xã này thôi gì? À, tưởng là đi bộ xuống Nghĩa Lộ thì chắc là đến chiều tối. Cái táo là một chi à? Nghĩa Lộ à? Táo à? Cái này bác nào mà nuôi gà trọi mua cái này về úp về tuyệt vời đấy. Được cái bề này đi cắt cỏ thì hay. Cái này đan lâu không chú? Đan lâu không? Cái bề này thì nó đan khoảng tháng không? Hơn ngày không? Hai ngày thôi á? À thế nhánh. Từ đi chặt cây về xong là trẻ các thứ xong là bật đan nhỉ. Ừ. Chú đi bán mày mắn nhá. Ừ. Cái này chú đi mang đi bán à? Cái bề với cái nơm gà. Sướng có nhặt kia mà miền phố chứ. Mày chú cũng mà được nó. Tại cái xe bánh đâu vậy? Đi ăn đây. Các công trình anh em toàn dùng đến cái sắt 16, 18 nhé. Chưa cái lần nào là bẻ đến sắt 22 đâu. Cái này chế để bẻ từ sắt 22 trở xuống. Cào cái kia cho vào đây cho anh. Thì hướng dẫn là con một lần, lần sau biết bẻ ngay. Nó có xiên sang đằng sau á. Đấy, đập cong nó xuống luôn. Để nó không tuột ra đây.
20 phân, ở đầu chỉ 20 phân. Ok rồi đấy. Đấy, cho lên này xong rồi. Xem lên đây. Thử luôn bẻ đấy, bẻ lại người đó. Thử luôn đi. Không thử, anh bẻ đi, bẻ lại chặt em. Đây này, cái này. Cái này, cái này. Thử đi, thử đi. Thì cho cái này thôi. Vạch kia. Đây đúng không? Là mềm nhún thôi. Sắt 10 này thì mềm. Đơn giản không thôi. Đấy. Quá mềm. Nhẹ nhàng đi. Bẻ sắt 18 nha. Một người cũng có thể bẻ được. Đấy. Đá to cho ngoài thôi. Đây anh em đang thiết kế một cái bể đứng, một cái bể dọc. Đã ghé cả hai cái bể bể dọc thôi. Thì ra đây lại phát minh bể đứng này dễ hơn. Cái màu đỏ kia thì để bể sắt to, cái này thì thích hợp bể sắt bé hơn. Của anh như cao hay thấp hơn rồi anh ra lại nào. Thế nào? Đấy nhìn nó không bằng nhau rồi, hiện tại. Mấy cây đấy của anh. Đấy nhà nó hơn mình bẻ cái kia. Không có làm được, năng cái mực của nó vào đúng cái trục kia là chuẩn luôn. Đấy, rất là hữu ích các bạn. Có cái ram này bẻ vừa có 5 phút được hơn chục cây rồi. Mà mình không mất nhiều người giữ và bẻ, chỉ mất có 2 người thôi. 2 người cũng có thể uốn bẻ được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên kia thì cái chỗ này sẽ là cái lòng suối đây các bác. Cái chỗ băng khơi đây vừa tận dụng được đá và cấp phối đổ vào cái hố móng kia, vừa khơi được dòng luôn. Cầu tạm thì sẽ chuyển ra chỗ này. Thank you.
À bác ở đây này. Anh ơi, cho xuống dưới một tí. Cái chỗ bên này để tắc tơ đi. Vào đống đá kìa. Vào cái chỗ đá nhô cao cao kìa. Xúc cái đống đá khổng lồ sang bên này rồi các bác. Nước vẫn còn chảy đây này. Nước vẫn chảy nhiều lắm.
Đây các bác, vậy là buổi sáng nay công tác chuẩn bị để đào cái hố móng bên này thì gần như là xong rồi. Đây, lấp đất đá vào hố móng bên kia này, nắn dòng này. Phía trên này thì bà con buộc sắt này và bắc cầu tạm xong rồi đấy. Chiều nay sẽ bắt đầu đào tiếp móng số 2. Ok, và có lẽ là video anh em cũng xin phép được kết thúc. Một lần nữa thì rất là mong các mạnh thường quân sẽ tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ đến bà con Nậm Biếu và Nậm Mười để anh em có đủ kinh phí hoàn thành công trình. Xin chào và hẹn gặp lại.